Asa xin kính chào toàn thể các bác yêu lan nhá. Hôm nay em tiếp tục lên một số giò lan để bán cho các bác nhá. Hình số đầu tiên này, một giò hoàn thảo đuôi gà nhá. Thôi hôm nay bán rẻ rẻ chút để cho các bác cùng mua. Bán cho các bác giá là 200.000 nhá các bác nhá, 200.000 nhá. Thôi bán rẻ rẻ thôi, bán đắt quá chả bác nào hỏi. 200.000 nhá cho hình số đầu tiên nhá. Gà này nói chung là cũng đẹp nhá. Đây. Đấy, cho các bác xem thật kỹ luôn. Cái này thì thuần rất là lâu rồi. Thuần rất là lâu rồi các bác ạ. 200.000 nhá. Cho hình số đầu tiên ạ. Hình số 2 này. Đây là kèn Lai Châu các bác ạ. Kèn Lai Châu có 2 ngọn thôi. Bán cho các bác giá là 300.000 nhá. 300.000 nhá các bác nhá. 300.000. 300.000 nhá các bác nhá. Đấy, 300.000. Đẹp mà, dòng này thì đẹp mà các bác. 300.000 nhá. Cho hình số 2. Hình số 3 này, kiều tuôn này. Kiều tua nhá. Một cục này, một cục nguyên bản từ rừng này. Một cục nguyên bản từ rừng nhá. Hai cục này. Hai cục nhá. Hai cục nhá các bác nhá. Nó có 1 thân, 2 thân, 3 thân, 4 thân, 5 thân, 6 thân có lá cơ. 6 thân có lá, đây gọi là kiều tua thôi. Đây, kiều thứ 3 này. Cái con thứ 3 nhá, cái gì thứ 3, cái cục nguyên bản thứ 3 nhá. Ba cục nguyên bản mới tinh nhá các bác nhá. Ba cục nguyên bản mới tinh như thế này. Bán trong mắt giá là 120.000 nhá các bác nhá, 120.000 nhá. Cho hình số 3 nhá. Hình số 4 này. Kiền Lai Châu. Bỏ có 3 ngọn nhá. Ngọn này thì ngắn thôi các bác ạ, ngắn nhá. Này thì rơi vào 18 này. Cái này thì gần 50 rồi. 40 rồi, 40, 40 rồi. Hai thân trên này là cũng là 40 nhá, thân này thì ngắn hơn một tẹo này, đấy. Nhưng mà cũng được 40. Nói chung là cũng được 40 nhá các bác nhá. Vẫn còn đang chạy ngọ nhá, chưa thắc ngọn đâu. Ba ngọn đẹp thế này bán cho các bác giá là 400.000 nha các bác nhá. 400.000 nhá. 400.000 ạ. Rồi 400.000 nha các bác nhá. 400.000. Cho hình số 4 nhá. 400.000 cho hình số 4 ạ. Hình số 5 này. Đây gọi là hoàn thảo Nghệ Tân nhá. Đây là một cục nguyên bản. Cục này, cục nhỏ nhỏ này cũng là nguyên bản này. Em buộc thêm vào nhá. Em ghét thêm, em đã buộc thêm vào đây cho các bác rồi nhá. Để cho nó một thành một giò to. Rồi. Cũng to phết nhá. Bán cho các bác giá là 250.000 nhá các bác nhá. 250.000 nhá. Vì cái cục này là buộc vào thôi. Đây. Có cái khó này em buộc vào đấy nhá. 250.000 nhá. 250.000. Đấy, nhìn nó cũng rất là đẹp mà. Cho hình số 5. Hoàn thảo Nghệ Tân nhá. Hoàn thảo Nghệ Tân thì nó có hai mặt hoa, hai loại mặt hoa các bác ạ. Có một cái mặt hoa là nó trắng hồng. Với lại một mặt hoa hình là trắng vàng đấy, nó trắng hồng của nó và vàng. Một giò hai đuôi công này. Bán cho các bác giá là 230.000 nha các bác nhá, hai đôi công nhá. Nó có được 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Được 9 thân các bác ạ, 9 thân nhá. Lá vàng ở dưới gốc thì không sao nhá. Được 9 ngọn. Bán cho các bác giá là 230.000 nhá, 230.000 nha các bác nhá. Cho hình số 6 ạ. Hình số 7 này. Một cục trồn nguyên bản này. Hai thân này. Hai thân trồn này. Ba thân này. Bốn thân này. Năm thân này. Sáu thân này. Sáu thân trồn thế này nhá. Bán cho các bác giá là 130.000 nhau bác nhá. Thôi bán rẻ hôm nay, bán rẻ thôi. Mới trước bán 150 chả bán nào mua. Bán 130.000 đi. Đó, trôi nhanh 130.000 nhá.
cáo rời nhá các bác nhá, cáo rời nhá. Cho hình số 6 nhá. Hình số 7 này. Một cái chậu lông tu đá sinh hồ các bác ạ, lông tu đá sinh hồ nhá. Ghép vào cái cục lúa cứng này như này nhá. Ghép vào cái cục lúa cứng như này nhá. Nó có 1 thân, 2 thân, 3 thân, 4 thân, 5 thân, 6 thân, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16 nha, 16 thân, cả cái to cái nhỏ, nhưng mà mấy cái nhỏ li ti này không đến đâu, mấy nhỏ li ti này cũng còn rất là nhiều luôn, chắc là 30 mình ấy, nhưng mà có rất là nhiều cái nhỏ nha, không đến nha các bác nha. Cục này thì em bán cho các bác giá là 250.000 nha. Hình như là giờ nó chuẩn bị thắt ngọn rồi sao nhỉ? À vẫn đang chạy ngọn các bác ạ, vẫn đang chạy ngọn, chắc tần thắng là nó thắt ngọn rồi. Đây mặt sau của nó như thế này nhá. Như là một cái sừng trâu à. Rồi. 250.000 nha. Cho hình số 7 ạ. Hình số 8 này. Một cái giò hoàn thảo tam màu sắc. Đây đang có bông hoa các bác ạ, đang có bông hoa nhá. 1 thân hoa, 2 thân hoa, 3 thân hoa, 4 thân hoa, 5 thân hoa. Đang có 5 thân hoa các bác ơi, đang có 5 thân hoa nhá. Bán trong mắt giá là 100.000 nhá các bác nhá, 100.000 nhá. Cho hình số 9 ạ. Hình số 10 này. Một giò phi đẹp vàng khá to các bác ơi. Rất là to nha. Rồi. Giò phi đẹp vàng này to. Đang có nụ hoa rồi các bác ơi. Đấy các bác thấy cái quả xanh xanh của nó chưa? Đây là nụ hoa của nó đấy. Nó sắc nở rồi. Nó được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Được chục ngọn các bác ạ, chục ngọn nhá, đang có hoa rồi nhá. Bán cho các bác giá là 300.000 nhá. 300.000 nhá, đang sưng hết rồi, sưng hết nụ rồi các bác ạ. Sưng hết rồi nhá. Đang sưng hết nụ rồi. 300.000 nhá, cho hình số 10 ạ. Hình số 11 này. Một cái giò hoàn thảo tăng bỏ sắc nhá. Xay cực kỳ xay nụ nha các bác này, thấy chưa? Sắc nở rồi, về các bác có thể chơi luôn nhá. Một chậu to nhá các bác nhá. Bán cho các bác giá là 350.000 nhá, 350.000 nhá. Cực kỳ say hoa luôn. Đấy, rất là say hoa nhá, cực kỳ say hoa nhá. Thân hoa của nó khá nhiều này. Đấy, cực kỳ say hoa nên không đến nữa các bác nhá. Rất là say hoa không đến thôi. Cho hình số cuối cùng nhá. Vâng, hình số cuối cùng cũng là hình kết thúc video của em nhá. Mong tất cả các bác phía mua ủng hộ cho em nhá.